Xin chào anh chị, em là Thu, em đến từ bộ phận truyền thông của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Rất vui được gặp anh chị qua chương trình chia sẻ mẫu nhà đẹp của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Vâng, thì cứ như mọi ngày thì công ty em sẽ chia sẻ lên kênh YouTube Kisato một mẫu nhà đẹp do công ty em thiết kế. Và mọi người đừng quên vào kênh YouTube gõ Kisato ở một nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ mẫu nhà đẹp nào mà công ty em đã chia sẻ lên kênh YouTube Kisato này ạ. Vâng, và hôm nay thì em xin phép được chia sẻ với anh chị một mẫu nhà vườn mái Thái do công ty em thiết kế cho gia đình nhà anh Nam tại Chương Mỹ, Hà Nội. Thì sau đây thì anh chị hãy cùng em vào xem cái phối cảnh tổng quát 3D mà công ty em đã thiết kế cho công trình của nhà anh Nam ạ. Thì đây là một hình ảnh trực diện của cái công trình nhà anh Nam. Thì với công trình này từ sân đến nền thì công ty em bố trí cho gia đình anh đó là 5 bậc, và xung quanh cái hệ trần tường thì được ốp gạch thẻ để tạo nên cái sự cao ráo thanh thoát, và nó đan xen cái sự hiện đại bằng cái ốp gạch thẻ xung quanh cái công trình cho nhà anh Nam ạ. Và ở sảnh chính thì ở hai bên sảnh chính thì công ty chúng em có bố trí cho anh hai cái hệ cột vuông và được trang trí bởi những cái gờ chỉ to và sơn cái màu cùng với lại cái màu sơn của cái hệ mái để nó tạo nên cái sự hài hòa đối với cái sự phối màu và hai cái hệ cột này để nó nói lên cái sự khỏe khoắn và vững chắc cho cái công trình của nhà anh Nam ạ. Thì với góc nhìn này thì chúng ta có thể thấy công trình được nổi bật lên bởi cái màu sơn tường màu trắng và kết hợp với lại cái mái ngói màu đỏ. Thế hai cái màu này nó kết hợp với nhau thì anh chị sẽ không bao giờ sợ bị lỗ bút theo thời gian đâu ạ. Mà hai cái màu này kết hợp với nhau thì nó tạo nên cái sự thanh thoát và cái sự cao nhã cho công trình ạ. Thì với cái hệ mái thì được chúng em trang trí bởi những cái con sơn giả gỗ, những cái ô cửa thoáng và được đắp vẽ bằng những cái phù điêu nó khá là đơn giản, nhưng mà khi mà càng nhìn vào thì lại càng nên nói lên cái sự tinh tế đơn giản này, nó bị thì chúng ta càng bị cuốn hút bởi cái sự đơn giản của nó ạ. Thì khi mà về thiết kế cho gia đình nhà anh Nam thì anh có nói cái nguyện vọng của anh đó là anh muốn bước vào nhà làm sao mà nó phải thoáng, nó phải thoáng cái không khí cho gia đình nhà anh Nam. Thì với cái khu đất rất là rộng cho cái công trình của nhà anh Nam thì chúng em đã thêm cái thiên nhiên, đó là những cái bồn cây, bồn hoa và những cái chậu cây vào cái khu vực cho nhà anh Nam để nó tạo cái sự gần gũi được với thiên nhiên. Kèm vào đó thì làm sao mà để bước vào cái công trình nó thanh thoát cái không khí cho gia đình anh, thì công ty em có bố trí những cái cửa sổ to. Thì tất cả cửa nhà anh Nam thì được làm bằng những cái hệ gỗ pano và hệ nhôm kính sinh pha, và toàn bộ cửa sổ nhà anh Nam thì đều được công ty chúng em bố trí cái mái để che nắng che mưa cho công trình của nhà anh Nam ạ. Thì đây là một góc nhìn ở bên phải công trình của anh Nam. Thì công trình nhà anh Nam là sẽ có hai mặt tiền. Thì đây là mặt tiền số 1, đây là mặt tiền số 2. Thì với góc nhìn này thì anh chị có thể thấy là góc nhìn bên hông bên phải này đã nói lên cái sự đồ sộ bởi những cái mái Thái chữ A được chồng chéo lên nhau, và đều được trang trí bởi những cái con sơn giả gỗ, những cái ô cửa thoáng và những cái phù điêu. Thì anh nói là anh cũng đã tham khảo rất là nhiều những cái công trình do Kisato thiết kế. Thì anh có nói đó là anh muốn sử dụng những cái hệ lam gỗ và được những cái mái kính, không phải là để làm sảnh cà phê mà thay vào đó là một cái ban công và cái lối đi lại đây. Thì đây là cái khu vực bếp, khu vực ăn của nhà anh Nam nhé. Đây ạ. Thì đây là một cái ban công ở phía bên phải của công trình thì được dựng lên bởi những cái hệ lam gỗ và được sử dụng bằng cái hệ tre bằng kính để làm sao mà tận dụng nhất những cái ánh sáng từ thiên nhiên với công trình của nhà anh Nam ạ. Thì ở cái hông bên phải thì cũng được bố trí như là cái sảnh chính của công trình nhà anh Nam, thì cũng được dựng lên bởi những cái hệ mái chữ A và có hai cái hệ sảnh chính ạ, hai cái hệ cột ở hai bên sảnh chính. Ở dưới chân hệ cột đây thì được đắp đá, và ở từ sân đến nền đối với cái sảnh này thì cũng là 5 bậc cho công trình của nhà anh Nam nhé. Ở trên màn hình như anh chị thấy thì em đang khoanh tròn, đó là công ty em đã dựng lên một cái hệ mái bằng để tận dụng cho anh để anh đựng cái téc nước và cái năng lượng mặt trời ạ. Thì anh chị có thể thấy là xung quanh công trình của nhà anh Nam thì rất là nhiều cửa sổ,
rất là nhiều cửa sổ với những cái cửa chính đi vào ở mặt trực diện đây, còn cửa ở hông bên phải của công trình đây. Như này thì chúng ta có thể nhìn gần hơn. Đó, thì chúng em đã đáp ứng đúng cái nhu cầu cho anh. Thì khi mà anh nói riêng và gia đình anh nói chung, thì khi mà cầm để xem cái bộ bản vẽ này thì mọi người đã rất là ưng ý và hài lòng đối với cái bộ bản vẽ mà công ty em thiết kế cho cái công trình nhánh Nam ạ. Thì anh chị có thể thấy đó là công trình của nhánh Nam. Thì cái thứ nhất đó là nó được nổi bật lên bởi cái màu sơn tường màu trắng kết hợp với cái mái ngói màu đỏ để nó tạo nên cái sự khỏe khoắn, cái sự năng động cho cái công trình của nhánh Nam. Thứ hai đó là nó pha lẫn một chút hiện đại, pha lẫn một chút hiện đại. Còn cái hệ làm gỗ đây, mà cái lan can tay vịn cũng bằng gỗ đây, những cái lan can tay vịn bằng gỗ đây. Và ở cái khu vực bếp này cũng có, kèm theo đó là những cái từ thiên nhiên, những cái cây xanh, thì nó đã nói lên cái khái niệm của nhà vườn. Thì đây là một góc nhìn hông bên trái của công trình ạ. Thì ở hông bên trái của công trình thì đây được bố trí những cái cửa sổ làm sao mà để thông thoáng với nhau, bố trí những cái cửa sổ, và tất cả những cái cửa sổ đều có cái hệ mái để che nắng che mưa. Vâng, và một lần nữa thì anh chị hãy cùng em dừng hình điện thoại, dừng hình máy tính và tivi để xem lại cái phối cảnh 3D mà công ty em đã thiết kế cho gia đình của nhà anh Nam nhé. Mặt trực diện này ạ. Thì anh có cái khuôn viên khu đất khá là rộng, và cái khu đất nhà anh thì cũng khá là nhiều cây cối. Rồi kèm vào đó thì công ty em đã tận dụng để thiết kế cho anh một cái công trình nó rất là gần gũi được với thiên nhiên. Thì khi mà chúng ta bước vào cái công trình nào cũng thế, bước vào cái chỗ nào cũng thế, nhiều cây xanh thì chúng ta đã cảm nhận được cái không khí trong lành ở đấy rồi, mà nó kết hợp thêm một cái công trình của nhánh Nam nữa. Cái công trình này thì cái màu sơn chủ đạo của nó lại là màu trắng, và nó kết hợp với cái mái ngói màu đỏ thì đã tạo nên cái sự thanh thoát, và nó gắn kết được với thiên nhiên thì nó càng tạo nên cái không khí trong lành và gần gũi được với thiên nhiên, để cho ai bước vào trong cái công trình này cũng đều có cảm giác thoải mái ạ, mà mát mẻ cho cái công trình ạ. Đó, đây là góc nhìn hông bên phải của công trình, gọi là cái mặt tiền thứ hai đấy ạ. Với cái mặt tiền này, với cái mặt tiền thứ hai này từ hông bên phải này thì nó nói lên cái sự đồ sộ mà sang trọng cho công trình. Nó đồ sộ nhưng mà không hề rối ra mắt, mà nói lên cái sự sang trọng và thanh cao cho cái công trình của nhánh Nam ạ. Thì ở cái khu vực phòng bếp và phòng ăn thì cũng được công ty em bố trí cho anh những cái cửa. Thì từ góc này chúng ta đi vào thì sẽ có một cửa chính đi vào phòng bếp và phòng ăn đây. Thì cũng xung quanh công trình cũng được em bố trí cho cái cửa sổ to, và tất cả bằng hệ nhôm kính sinh pha, để làm sao mà anh tận dụng nhất được những cái ánh sáng từ thiên nhiên, và khi mà mở cửa ra thì không khí nó sẽ trao đổi thông thông thoáng với nhau, và tạo nên cái sự mát mẻ khi mà mình bước vào công trình ạ. Đây là hông bên trái của công trình. Và trước khi vào xem cái công năng chi tiết ở bên trong công trình của nhánh Nam, thì anh chị hãy cùng em vào xem cái khuôn viên hiện trạng khu đất trước khi thiết kế, thì công ty em đã về khảo sát cho nhánh anh Nam ạ. Thì hôm đó thì có đội khảo sát của công ty, đó là đội khảo sát của anh Quân và anh Tài, thì đã về tận nơi cái khu đất để đo đạc, lấy thông tin để lắng nghe những cái tâm tư nguyện vọng, những cái nhu cầu của anh Nam đề ra, để làm sao mà tạo nên cho anh một cái bộ bản vẽ tốt nhất và chất lượng nhất, và đảm bảo là hợp ý anh và hài lòng với gia đình nhà anh ạ. Thì công ty em thì hiện tại làm thiết kế và cả thi công ở trên 63 tỉnh thành. Thì khi mà mọi người đăng ký cái dịch vụ của công ty em thì ở bất cứ mọi nơi công ty em đều đến tận nơi để khảo sát cái hiện trạng, cái khuôn viên, cái khu đất cho cái công trình nhà mình, và chủ yếu là lắng nghe những cái tâm tư nguyện vọng, những cái nhu cầu đề ra để làm sao mà tạo cho mọi người một cái công trình chất lượng tốt nhất và hợp ý hài lòng mọi người
nhất ạ. Thì đây là cái khu đất của nhánh Nam đấy ạ. Thì như nãy em nói là anh có một cái khu đất khá là rộng và khá là nhiều cây cối, cho nên là công ty em đã tận dụng những cái cây xanh để cho vào công trình của nhánh Nam. Đấy, rất là nhiều cây ạ. Đấy, thì với nhà vườn Bái Thái và diện tích là 120 m². Và hôm đó về thì công ty em đã sử dụng cái công nghệ Flycam, đó là máy bay bay từ trên cao để quét cái hiện trạng khu đất cho công trình của nhánh Nam, thì cũng như anh chị thấy ở trên màn hình đây. Đây ạ, đây là cái hiện trạng khu đất của nhánh Nam. Thì sau đó thì chúng em xác định hướng trước cũng như là các thông tin cần thiết để phục vụ cho công trình, đặc biệt là các yếu tố ảnh hưởng từ phong thủy trên cao mà chỉ có cái công nghệ Flycam, tức là cái máy bay bay từ trên cao mới quét được cái hiện trạng như thế nào. Thì bây giờ thì với thời đại 4.0 rồi thì anh chị cần thiết kế thì không sử dụng cái dịch vụ thiết kế của công ty em mà sử dụng những cái dịch vụ thiết kế của những cái đơn vị khác. Thì em khuyên mọi người đó, cái công nghệ Flycam là những cái yếu tố cần có, nhất định phải có để đảm bảo cho mình cái chất lượng công trình tốt nhất. Thì bây giờ nhiều dịch đơn vị thiết kế khác chỉ sử dụng cái thước để đo và để về trực trực tiếp với hiện trạng khu đất, thì nhiều những cái thông tin mà chỉ có công nghệ Flycam mới nắm bắt được những cái thông tin mà nó chính xác nhất. Và nhiều cái đơn vị thiết kế khác có sử dụng cái Flycam nhưng mà cái Flycam nó lại không đảm bảo chất lượng, nó không có chất lượng tốt. Thì anh chị hãy để ý giúp em nhé, nhiều khi người ta quét sai hướng hay là lấy sai thông tin thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái bản thiết kế cho cái công trình của nhà mình. Thì khi mà làm nhà thì nó là chuyện lớn trong cái cuộc đời của mình rồi, thì em khuyên anh chị thì cái Flycam là một cái yêu cầu cần thiết, nhất định phải có để phục vụ cho cái thiết kế ở công ty của công trình nhà mình ạ. Và có Flycam thì anh chị cũng phải để ý xem chất lượng của nó đúng hay không như nào, tại vì nó xác định hướng cho nhà mình ạ. Và những cái yếu tố mà chỉ có công nghệ Flycam mới quét được để đảm bảo cho mình cái chất lượng. Vâng, thì bây giờ thì anh chị hãy cùng em vào xem cái công năng 2D, 3D ở bên trong công trình của nhánh Nam nhé. Thì đây là cái 3D của công trình nhánh Nam, cái công năng của bên trong. Để em xoay để mọi người có thể nhìn rõ hơn. Đấy, mọi người hình dung ra chưa ạ? Thì đây là sảnh chính đấy ạ. Mặt tiền thứ số 1 đây, mặt tiền số 2 đây. Sảnh chính, hông bên phải của công trình. Đấy, em đang quay ngầm quay từ đứng trước vào như này để mọi người hình dung nó rõ. Bây giờ em xin phép để lo cho cái công trình này từ trên xuống dưới để chúng ta xác định được rõ cái công năng nhé. Đó, thì đây là sảnh chính bước vào, đây là phòng khách và đây là phòng thờ, phòng ngủ số 1, phòng ngủ số 1 đây. Đấy, phòng ngủ số 1, phòng ngủ số 2, phòng ngủ số 3. Nhà tắm và nhà vệ sinh tay được tách riêng đây, khu vệ sinh. Còn đây là một cái cửa để đi lối đi ra đằng sau nhé. Đó, còn đây là bước để bước sang cái khu ăn, bước sang cái khu bếp đây ạ. Thì đây là phòng bếp, đây phòng bếp cộng phòng ăn đây. Còn đây là cái khu vực vệ sinh chung ở trong cái khu vực bếp cộng ăn đây ạ. Thì ở đằng sau cái khu vực bếp này thì cũng có một cái cửa để đi ra lối đằng sau đấy ạ. Đó, anh chị có nhìn rõ không ạ? Thì để em quay về cái mặt tiền số 2 nhé, cái mặt ở hông bên trái cho mọi người xem. Nó đang bị dốc từ trên cao xuống, để em xoay mặt trực diện cho mọi người xem. Đấy, anh chị đã nhìn rõ chưa ạ? Đấy, mặt tiền số 2 đây. Một cái ban công rộng đây, có thể kê bàn ghế để uống cà phê hoặc là ra đây để thư giãn, để thảnh thơi. Đấy, những cái lan can bằng gỗ như em nói đấy ạ. Đấy, mặt tiền số 2 đây. Bước sau này là phòng bếp cộng phòng ăn đây, khu vực nhà vệ sinh đây. Thì hiện tại thì tổng quát cái công trình của nhà anh Nam là sẽ có một phòng khách, một phòng thờ, ba phòng ngủ và một nhà vệ sinh chung ở trong cái không gian ở, còn cái khu vực ăn uống thì được tách riêng.
đây, khu vực bếp và khu vực ăn được tách riêng. Thì trong cái khu vực này thì có một phòng bếp, có phòng ăn và kèm theo một nhà vệ sinh chung ở trong cái khu vực ăn uống nữa. Đó. Thì công ty em mà cứ có bản vẽ 2D là sẽ có 3D đi kèm. Cứ 2D là sẽ có 3D nhá. Thì cái 3D công ty em đây như mọi người thấy nó rất là chi tiết, đầy đủ và cụ thể cho mình. Từ những cái chi tiết nhỏ nhặt đều được công ty em thể hiện trên cái mô hình 3D. Thì với những cái người mà không am hiểu nhiều về xây dựng, không biết nhiều về xây dựng, thì nhìn vào cái bản vẽ 3D của công ty em thì mọi người cũng có thể biết được công trình nhà mình khi mà làm theo bản thiết kế nó sẽ có mô hình như thế nào. Em có thể zoom to, zoom to, zoom nhỏ và quay từng góc độ như vừa rồi em quay cho mọi người xem đấy ạ. Đó. Thì bây giờ anh chị hãy cùng em vào xem cái mô hình 2D để xem cái diện tích cụ thể cho công trình của nhánh Nam nhé. Thì bây giờ thì anh chị hãy cùng em vào xem cái khu vực sinh hoạt trước. Có nghĩa là chỉ có phòng khách, phòng thờ và phòng ngủ thôi. Còn cái khu vực bếp và khu vực phòng ăn thì chúng ta nói riêng sau. Đấy, thì với cái khu vực không gian sống này thì ở chiều ngang công trình được chia ra làm 4 lưỡi trục. Từ trục B đến trục C là 4,2m, từ trục C đến trục B là 1,8m, từ trục D đến trục E là 3,5m và tổng cái chiều ngang là 9,5m. Còn cái chiều sâu của công trình thì được chia ra làm 5 lưỡi trục. Từ trục 2 đến trục 3 là 1m, từ trục 3 đến trục 4 là 2,1m, từ trục 4 đến trục 5 là 4,3m và từ trục 5 đến trục 6 là 4,4m. Thì tổng cái chiều sâu của nó sẽ là 11,8m. Đấy. Thì đây là sảnh chính, bước lên sảnh chính 5 bậc đây bước lên. Thì phòng khách thì có diện tích là 27,43m², phòng thờ là 9,58m², phòng ngủ số 1 là 13,97m², phòng ngủ số 2 là 14,3m², phòng ngủ số 3 là 13,86m². Đây, cái khu vực vệ sinh chung. Đây, phòng tắm thì được tách rời là 4,47m², còn WC thì có diện tích là 2,13m². Đấy, như đây là cái khu vực. Còn bây giờ thì anh chị hãy cùng em sang cái khu vực phòng bếp nhé, khu vực ăn uống bếp đây. Thì cái khu vực bếp này thì ở chiều ngang của công trình thì được chia ra làm hai lưỡi trục, từ trục A 1 đến trục B1 đó là 5m². Cái chiều sâu của công trình thì được chia ra làm hai ba lưỡi trục, từ trục 1 đến trục 2 là 4,2m, từ trục 2 đến trục 3 là 2,8m, thì tổng cái chiều ngang của nó là 7m. Thì diện tích của nó là 7 x 5, nó là cái phòng, cái khu vực ăn uống này là 35m². Đó. Anh chị nhìn rõ không ạ? Thì đây là cái mô hình 2D nhé. Thì bây giờ một lần nữa thì anh chị hãy cùng em dừng hình điện thoại, dừng hình máy tính và tivi để ngắm nhìn qua lại một cái tổng quát 3D mà công ty em đã thiết kế cho công trình của nhánh Nam ạ. Đây, chúng ta sẽ nhìn từ mặt trực diện trước nhé. Thì hiện tại thì công ty em làm thiết kế và thi công ở trên 63 tỉnh thành. Và với mọi công trình thì công ty em đều về tận nơi để khảo sát, đo đạc, lấy thông tin và để lắng nghe những cái tâm tư, nguyện vọng, những cái nhu cầu mong muốn đề ra để tạo cho mọi người một cái bộ bản vẽ, bộ thiết kế chất lượng nhất. Bộ bản vẽ công ty em thì cứ 2D là sẽ có 3D. Cứ 2D là sẽ có 3D đi cùng, thì 3D thì công ty em đã từ những cái chi tiết nhỏ nhặt, công ty em sẽ đều thể hiện tất cả trên bản vẽ. Cho dù mọi người không am hiểu nhiều về xây dựng, không biết nhiều về xây dựng, thì cầm trên tay cái bộ bản vẽ của công ty em cũng phải biết được cái công trình nhà mình nó sẽ như thế nào, thì nó sẽ ra sao. Và để hoàn thiện ra một cái bộ bản vẽ này thì hiện tại công ty em có 15 bộ phận chuyên môn khác nhau để phục vụ cái bản vẽ cho mọi người. Và để hoàn thiện cái bộ bản vẽ từ A đến Z thì công ty em phải mất 300 giờ để hoàn thiện nó. Chứ không giống như những đơn vị khác. Những đơn vị khác thiết kế thì may ra chỉ thiết kế ở trên một khu vực và làm bản vẽ 2D có 3D, nhưng 3D may ra là chỉ được có cái mặt bằng thôi ạ. Còn về hoàn thiện bản vẽ thì giống như những cái đơn vị khác thì theo em thấy là mọi người chỉ có một vài người để hoàn thiện bản vẽ. Còn công ty em có 15 bộ phận chuyên môn khác nhau để phục vụ cho anh chị có một cái bản vẽ chất lượng nhất. Và khi mà trong bản vẽ anh chị có những cái thắc mắc, những cái cần tư vấn thì bên em sẽ có những cái bộ phận chuyên ngành khác nhau tư vấn để làm sao mà anh chị cảm thấy hài lòng nhất về cái bộ bản vẽ của mình ạ. Thì hiện tại công ty em thì đang có hai cái showroom của hai mẫu nhà thực tế. Thì trong đó thì có tất cả những cái vật tư vật liệu như là sơn, ngói, năng lượng mặt trời, điện năng mặt trời, máy lọc nước trung tâm,
những cái phù điêu hoa văn và còn nhiều hơn thế nữa. Thì showroom thứ nhất ở khu đô thị Park Riverside, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Showroom thứ hai là khu đô thị Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội. Thì khi mà anh chị có thời gian thì mình có thể đến tận nơi cái showroom của công ty để tự bản thân trải nghiệm cho mình về một cái ngôi nhà thông minh ạ. Và hiện tại thì công ty em thiết kế và thi công ở trên 63 tỉnh thành. Nhưng mà khi mà mọi người có sẵn cái đội thi công ở khu vực của mình thì mọi người có thể tham khảo của bên em. Thì bên em là liên kết tất cả với lại những nơi sản xuất, những nơi sản xuất về cái nguyên vật liệu và am hiểu rất là rõ về nguyên vật liệu. Thì công ty em sẽ tư vấn chú trọng cho mọi người những cái nguyên vật liệu tốt nhất. Vâng, và để biết nhiều hơn về thông tin của công ty thì mọi người hãy vào website kisato.vn. Thì trong này công ty em đã cho tất cả những cái thông tin cần thiết mà mọi người cần nắm bắt khi mà muốn làm cái dịch vụ thiết kế của công ty em. Thì cụ thể trong này sẽ có hồ sơ năng lực của công ty, dịch vụ thiết kế nhà, thì mọi người click vô link này và mở liên kết của cái dịch vụ thiết kế nhà ra. Thì trong cái dịch vụ thiết kế này thì công ty em đã cho tất cả những cái thông tin lên, thì cụ thể là các bước phục vụ khách hàng và những cái mà khách hàng có quyền lợi và được hưởng ứng, được hưởng trong cái dịch vụ thiết kế công ty. Thì hiện tại công ty em có 10 bước về phục vụ vàng. Thì bước số 1 là về bộ phận khảo sát, bước 2 là bộ phận phong thủy, bước 3 bộ phận kiến trúc, bước 4 bộ phận kết cấu, bước 5 bộ phận điện, bước 6 bộ phận nước, bước 7 bộ phận dự toán, bước 8 bộ phận ảnh 3D, bước 9 bộ phận review video, bước 10 là bộ phận giám sát quyền tác giả của bản vẽ. Vâng, và hiện tại thì công ty em còn có những cái dịch vụ riêng khác, thì như là về không thiết kế nhà trọn gói thì bên em có nhận thiết kế về nội thất, thi công riêng lẻ như là thi công trọn gói về từ đường, thi công về hệ mái, thi công trọn gói về sân vườn, đắp vẽ phù điêu hoa văn, thi công về cổng nhung đúc và dịch vụ sơn nhà trọn gói. Vâng, và anh chị đừng quên vào website mẫu nhà cấp 4.vn để tham khảo nhiều mẫu nhà cấp 4 với nhiều phong cách khác nhau mà công ty em đã chia sẻ lên trang web này ạ. Vâng, và xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video chia sẻ tiếp theo của công ty cổ phần kiến trúc Kisato ạ.